Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo tập 11. Sau khi chiến thắng vòng đầu tiên, Lương Chân trở lại hậu trường lập tức gửi tin nhắn cho Tống Châu hỏi anh cảm thấy thế nào. Tống Châu đương nhiên muốn khoe khoang, có thể thế nào chứ, tất nhiên là vừa đẹp trai vừa ngầu muốn chết. Lương Chân bảo không phải hỏi cậu, mau đưa điện thoại cho Thiếu Minh Âm. Khoảng nửa phút sau bên Tống Châu gửi tin tới, nghe có chút bẩn. Xong tin nhắn ấy, Lương Trần biết Tống Châu đã lưu di động cho người nhà mình. Bởi Tống Châu biết rõ, khi đấu thì sẽ không tránh khỏi dùng tới những lời chửi thề. Nhất thời Lương Trần không biết nên giải thích như thế nào. Cậu đã giảm bớt rất nhiều từ thô tục, vừa rồi nặng nhất chỉ là một câu ân cần hỏi thăm gia đình đối thủ. Không giống như hiện tại trên sân khấu, những người trẻ tuổi kia vẫn chân chỉ có mấy cái. Ấy vậy mà hai người, mỗi hồi mỗi lượt trên miệng đều che phụ khoa. Lương Trần cũng không cho phép mình thả tới mức độ này, nhưng người xem bên dưới lại vô cùng ưa kiểu tấn công cá nhân trực tiếp phải mới thoải mái. Vì thế những chàng pháo tay không kém hơn so với Lương Trần lúc trước, nhưng hiển nhiên Thiếu Minh Âm không tiếp thu được loại này. Thôi quên lời ban nãy đi, nghe xong mấy trận vừa rồi mới thấy lúc trước cậu thực sự rất văn minh. Lương Trần bảo, phòng tiếp theo tôi nên chú ý hơn. Thiếu Minh Âm nói, cậu cứ theo tiết tấu của mình đi. Lương Trần bảo, nhưng anh không thích nghe. Thích nghe, cậu rap cái gì thì tôi cũng nghe, cứ theo tiết tấu của cậu đi. Còn nữa, trên sân khấu quá sáng mà phía dưới quá tối, tôi không thể nhìn thấy anh. Không sao, tôi nhìn thấy cậu là được rồi, cậu cứ theo tiết tấu của mình biết chưa, tập trung vào trận đấu. Đúng rồi, fan nhỏ của cậu cũng ở đây, cố gắng biểu hiện tốt nha. Fan nhỏ, tiết mạnh đó. Sticker bánh bao dần dữ, vợ anh còn không bắt nó vì thành niên quán bar làm gì. Lần này không sao, chủ nhiệm lớp nó cũng tới. Lương Trần chỉ có ít thời gian sau khi gửi xong một loạt, cậu lập tức lên sân khấu cho vòng thứ hai. Ngoài trừ một ít ngữ khí nảy sinh để chào hỏi, đợt thứ hai Lương Trần cũng không có một câu nào bẩn mà đối thủ lại vừa thô tục vừa lấn tới. Nếu hai người cùng một chỗ thô bạo nói tục thì không có gì đáng bàn, nhưng đợt này Lương Trần thì nói một câu thô tục nào mà lại quanh co lòng vòng mắng người, trình độ cao thấp lập tức được nhìn rõ, nhưng bầu không khí có chút kém hơn so với đối thủ. Thiếu Minh Âm đứng ở phía sau có thể chứng kiến tất cả người xem phía trước, cũng có thể nghe được tuyên bố Lương Trần đi tiếp vào vòng sau, nhưng một số ít người không vỗ tay. Hơi cháo, cảm giác phong cách của Lương Trần hôm nay không giống bình thường. Tống Châu cũng nghe ra có chút không đúng. Hả? Thiếu Minh Âm nhìn về phía Tống Châu, ánh mắt đó khiến Tống Châu ngộ ra. Tôi đã biết. Tống Châu cũng mỉm cười tự tin, chắc chắn là bạn gái Lương Trần cũng tới. Thiếu Minh Âm hỏi, bạn gái? Đúng vậy, người yêu. Tống Châu bíu môi máu mực nói, Lương Trần từng nói với tôi, mấy thiếu nữ xinh đẹp Lan Châu thường rất ý tứ, chắc cậu ta sợ đi quá nhiều thì sẽ giỏi bạn gái. Thiếu Minh Âm cũng nghi ngạc, Lương Trần có bạn gái hả? Khẳng định là có nha. Tống Châu không còn là Tống Châu mọi ngày nữa, thèm từ Tống Châu online, nếu không phải là đang yêu đương sao cậu ấy có thể nói ở quảng trường Lục Thành không hợp, ở được vài ba ngày đã chạy ra ngoài. Thiếu Minh Âm không nghĩ tới một phen suy luận như vậy, anh quay đầu trốn tránh. Tống Châu lại xuống cảm nói, anh cảnh sát, để tôi nói cho anh nghe, anh đừng thấy Lương Trần trên sân khấu lánh khóc như kia mà bị lừa, xuống sân khấu nó chắc chắn sẽ chạy tới phòng của bạn gái, còn chơi guitar cho người ta nghe. Ô chao, tôi không phải là ngờ Lương Trần lại si tình như thế, chưa chết tôi, cậu ấy còn luyện chơi chống con, tôi đoán chừng cũng là vì dỗ dành bạn gái đó. Thiếu Minh Âm lắng nghe, thật khó để anh mô tả tâm trạng của mình bây giờ. Anh chỉ cảm thấy nóng, có thể tại vì ở đây rất đông người, khói thuốc lá phảng phất dưới ánh đèn như một lớp sương mù. Chính vì thế chỉ có Thiếu Minh Âm và Tống Châu, những người đứng gần cửa mới có thể thấy rõ ai vừa đi vào. Ngay khi nhìn thấy Thiếu Minh Âm, Tiết Mạnh có xúc động mạnh muốn trốn sau lưng thầy cố. Nó chỉ thò đầu ra nói với Thiếu Minh Âm, lần này có người dám hổ đi cùng, Thiếu Minh Âm cũng không thể bắt nó được. Chủ nhiệm lớp sẽ có thể là người giám hộ chứ, nhưng Thiếu Minh Âm quá lười để sửa lại. Anh nói với Tiết Mạnh lần sau sẽ không bỏ qua. Tiết Mạnh kích động muốn lách lên phía trước, nhưng thầy giáo và Thiếu Minh Âm đang đứng sát bên cạnh. Tiết Mạnh không thể đi lên một mình. Trận đấu tiếp theo là lượt đấu thứ hai của Lương Trần. Bốn người đứng ở gần cửa quan sát từ xa. Sau khi xem xong, Tiết Mạnh có đánh giá tương tự Tống Châu. Hôm nay Lương Trần quả thật thanh thuần, thật văn minh. Buổi tuyển chọn ngày hôm qua, cậu ấy không văn minh như hôm nay. Tống Châu nói, ngày hôm qua tôi đi cùng, không quay video đáng tiếc quá. Lương Trần vào giới underground chưa lâu, ảnh chụp trên mạng chỉ có vài tấm, người quen mặt cậu ấy không nhiều. Đợt thứ nhất một đấu một với nhiều người vội vã đã chọn cậu ấy.
Mấy người chọn lương chân, vốn khẳng định chắc ăn, kết quả bị diss đến mức nói lắp. Đợt thứ hai 1-1, không ai dám chọn lương chân nữa. Lương chân, Thiều Minh ngầm vui vẻ, lương chân lợi hại như vậy sao? Đúng thế, lợi hại như vậy nha, tất nhiên mấy thứ phụ khoa lương chân sẽ không nói, cái đó quá lâu, quá thấp. Cảnh sát, anh nghĩ xem, tất cả mọi người tới chỗ này, Tống Châu chỉ xung quanh, không phải tới để nghe những lời thô tục, không phải tới để... Tống Châu chưa nói xong câu thì ánh mắt không che giấu chút nào, từ bên trái chuyển sang bên phải, dừng lại chiếc cửa, một mực rơi trên người một cô gái cao gầy. Cô gái kia ngực tùy phẳng nhưng lại thì trừ ngực phẳng ra, muốn đùi to thì có đùi to, muốn mông cong thì có mông cong, muốn eo nhỏ thì có eo nhỏ. Đang trong tháng mà một cô gái ngày này không sợ lạnh, mặc váy vừa ngắn vừa mỏng. Hai mắt Tống Châu nhìn thẳng, sau đó mạnh mẽ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Thiều Minh ngầm cười xin lỗi, nói rằng hắn đi một lát rồi trở lại. Vậy còn điện thoại? Tống Châu không quay đầu lại, cầm điện thoại nhanh chóng đuổi theo cô gái vừa biến mất ở cửa. Thiều Minh ngầm nghĩ tới khi Lương Trần thỉnh thoảng nhắc tới Tống Châu, anh cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Vì vậy lúc này chỉ còn ba người đứng sát ở cửa. Thầy cô không nói gì, đối với rap hắn còn ít tiếp xúc hơn Thiều Minh ngầm. Hôm nay hắn chỉ đi cùng Tiết Manh. Tiết Manh nhìn ra Thiều Minh ngầm vẫn hoang mang, nói tiếp lời của Tống Châu. Tôi chưa xem các trận đấu trước đây của Lương Trần, nhưng cá nhân tôi cũng hiểu được nó không quá bẩn. Tiết Mạnh thoáng giơ tay lên, hai ngón tay đồng đầy, làm ra động tác giấu hoặc là kép. Trận đấu không giống như bài hát, battle chính là dùng ngôn ngữ công kích lẫn nhau, diss đến mức người ta, người kia không mở miệng được luôn. Nếu là ngôn ngữ công kích chắc chắn là không thể không thô tục, nhưng hơn nữa nếu không bẩn thì rất khó để bùng nổ, nếu không bẩn thì hoàn toàn phải dựa vào kỹ năng và thực lực. Kỳ thật tôi cảm thấy Lương Trần nếu muốn tốc chiến tốc thắng trước khi vào vòng chung kết hoàn toàn có thể mắng thô tục một chút. Sòng Tây Bắc rất chiếm ưu thế, nhưng như vậy cũng rất tốt phần mình hơn, cũng dễ hút fan nữ hơn. Lương Trần, Thiểu Minh ngầm cảm thấy hôm nay anh hoàn hỏi những câu kỳ lạ. Trước kia Lương Trần cũng nhiều fan nữ lắm hả? Tôi cũng không rõ, Tiết Mạnh nhìn về phía trước nhưng hôm nay sẽ có rất nhiều. Thiểu Minh ngầm nhìn lên, quả nhiên thấy phía trước có không ít nữ sinh giơ điện thoại quay video trên màn hình, chỉ có một mình Lương Trần. Anh nhớ lại vừa nãy MC hỏi khán giả ủng hộ hai, tiếng hét của các cô gái hoàn toàn áp đảo khi MC chỉ vào Lương Trần. Hả, phải cũng tốt. Tiết Mạnh nghe không rõ, cảnh sát, anh vừa nói cái gì? Hả, không có gì. Thiểu Minh ngầm tiếp tục nhìn lên sân khấu, Lương Trần đã thắng 3 vòng, kim đồng hồ cũng vượt qua 11 giờ, đã quá thời gian thi đấu dự tính, thế nhưng trận đấu tranh chức quán quân vẫn chưa bắt đầu. Ngoài trừ Lương Trần, Thiểu Minh ngầm chưa nhớ được nghề danh bất cứ rapper nào, anh chỉ có thể hỏi Tiết Mạnh phòng cuối cùng Lương Trần đấu với ai? Với Do Thái. Thiểu Minh ngầm nghe cái tên này thì hơi quen tai. Tiết Mạnh nhắc anh nhớ lại vòng trước cả hai đều là người Ôn Châu và cả hai đều dùng tiếng địa phương Ôn Châu. Người xem thì cũng chủ yếu là người Ôn Châu, đều có thể nghe hiểu. Tiết Mạnh cũng cười nhiều lần, toàn bộ quá trình Do Thái nghiền ép đối thủ bằng thực lực. Tiết Mạnh không có cách nào giải thích cho Thiều Minh âm về một số từ địa phương đặc thù. Thiền ngôn phản ngữ chỉ có thể biến thành hai từ châu bò. Thiều Minh âm hỏi, vậy phần thắng của Lương Trần có lớn không? Không chắc, thực lực hai người đều không chênh lệch. Nếu là cậu chọn ai? Chọn Lương Trần chứ. Thiểu Minh ngầm hài lòng trả lời, tôi cũng nghĩ cậu ấy sẽ thắng. Tiết Mạnh cười cường, thật ra tôi cảm thấy vòng cuối cùng Do Thái sẽ thắng, thế nên trở lên Lương Trần một vé đồng tình thôi. Thiểu Minh ngầm đương nhiên không tin Lương Trần thất bại, nhưng thực lực của Lương Trần không kém, làm sao có thể thất bại chứ? Thực lực ngang nhau, nhưng Tiết Mạnh không ở trên sân khấu nhưng có thể nghe ra một phần kiêu ngạo. Nhưng đây lại là Ôn Châu. Nơi này là Ôn Châu, dưới sân khấu có rất nhiều người Ôn Châu và trên sân khấu Do Thái đến từ Ôn Châu đó. Nơi này là Ôn Châu, trước mắt vòng chung kết, từ phía dưới đã có người hô lớn, Ôn Châu, Châu Bò. Cảm giác kiêu ngạo cần chiến rapper ra tay, người xem tự giác hiểu đây là Ôn Châu, chiếc quán quân kia khu vực Ôn Châu lên người do Ôn Châu giành được. Đương nhiên Lương Trần không chỉ đồn tới mức trên sân khấu mới nhớ ra Do Thái là người ở đây, nhưng cậu không định lấy cứng chọi cứng, đây là một cuộc chiến, cậu chỉ có một người đối thủ là cả một đám người. Do Thái có ưu thế giống như hào quang của nhân vật chính, mà Do Thái cũng được đánh giá, thứ hào quang này không cần giải thích.
Người Ôn Châu đều có thể đoán được nguồn gốc cái tên của hắn ta, Do Thái, người Do Thái phương Đông. Mặc dù những tràng pháo tay từ phía khán giả không ngừng vang lên, nhưng Do Thái không dùng đòn sát thủ ngay khi vừa ra trận. Mỗi một vòng một đấu một đều có 3 trận, hắn và Lưng Chân dùng kỹ thuật và flow, chiến thắng từng vòng, thực lực không thể phân rõ cao thấp. Vì vậy, vòng chung kết có quy tắc mở rộng, miễn là bạn sẵn sàng cầm mic tiếp tục công kích, battle sẽ không ngừng. Nếu như đổi sang một địa điểm khác, chắc hẳn Lương Trần và Do Thái đều vô cùng lo lắng thi đấu, cho tới khi một trong hai người mắc sai lầm. Nhưng nơi đây là một live show ở Ôn Châu, Do Thái đứng trên sân khấu, thiền thời địa lợi nhân hòa, sửa theo trình tự, vòng thứ 3 do Do Thái bắt đầu trước. Do Thái cũng điên cuồng sau khi MC giới thiệu Ôn Châu Do Thái. Câu đầu tiên sau khi hắn bắt đầu lấy lúa mạch là nói với người xem bên dưới. Nói cho Lương Trần tới Tử Lan Châu biết thành phố đại diện cho nhà vô địch đêm nay. Chầm miệng một lời như dữ liệu, khán giả hét tên của một thành phố, dù có chút âm thanh bất đồng nhưng đều bị nhấn chìm bên trong hai tiếng Ôn Châu. Thiểu Minh Ngầm đứng phía sau cùng, nhưng sự bùng nổ trong đám đông cũng truyền tới bên này. Tiết Mạnh cũng hài lắm rồi, Do Thái freestyle với một câu hỏi, hôm nay mọi người vì thành phố nào mà tới đây? Hắn giơ tay lên cao nhìn xuống bên dưới gọi tên thành phố của mình. Sau khi Do Thái kết thúc, dĩ nhiên Lương Trần cũng không ngần ngại tiếp nhận lúa mạch trong tay Do Thái. MC đã hiểu cho DC đổi beat, lặp lại lời giới thiệu không biết đã bao nhiêu lần trong tối nay. Lan Châu, Lương Trần. Lương Trần không ghét việc Do Thái kích động tâm trạng người xem. Nếu như đây là Lan Châu thì Lương Trần cũng sẽ làm như vậy. Chiếc quán quân này không chỉ là cho cá nhân mà dành cho đại diện của cả thành phố. Muốn cầm giải quán quân không chỉ cần thực lực mà còn cần được sự tín nhiệm của thành phố này. Lương Trần phát huy rất ổn, không có sai lầm nào. Nhưng cậu không thể khuấy động toàn bộ khán giả như Do Thái. Thiểu Minh Ngầm có thể thấy rõ ràng độ mạnh yếu của tiếng phố tài hoàn toàn khác nhau. Đây là một báo hiệu nguy hiểm, người đứng trên sân khấu không phải anh, nhưng Thiểu Minh Ngầm nghe thấy nhịp tim của mình cũng ngày càng tăng tốc. Thiểu Minh Ngầm nghĩ tới lời của Tiết Manh nói trước đó, khả năng phản công trong battle rất hiếm. Sau vòng đầu tiên, sự chênh lệch sẽ ngàn lớn. Ở trong hoàn cảnh xấu, mọi người bị nghiền ép nhiều lần tới mức không muốn có thể nhận lúa mạch. Thắng bại sẽ tự phân. Sau mỗi một vòng, Lương Trần không do dự tiếp tục nhận lấy lúa mạch. Nhưng sau nhiều lần, Thiểu Minh Ngầm đã có thể thấy nhìn ra chênh lệch. Không phải vấn đề thực lực, tựa như một trận bóng rổ thi đấu trên sân nhà. Kết quả chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng của khán giả. Theo khuynh hướng này thì Do Thái chiếm hết ưu thế, không rõ đây là vòng đấu thứ mấy. Do Thái nhanh miệng freestyle một đoạn. Đừng trách tôi dựa vào vị trí đã chuyển không đúng mực. Đối với cậu, cầm lên mic chỉ trích phóng thích theo linh cảm chính là tổn hại. Thành phố của cậu chỉ là một thủ phủ kém cỏi, GDP thấp hơn cả làng trai nhỏ Ôn Châu trước kia. Trên bản đồ cái chấm nhỏ vô ích tên Lan Châu không ai chú ý tới, không ai nghe nói tới. Do Thái nói rất nhanh nhưng đọc nhấn nhá từng chữ rõ ràng. Đấu chính là như vậy, cái gì cũng có thể lấy ra công kích. Với tình hình chiến đấu hiện tại, nếu muốn phân thắng bại, chắc chắn Do Thái phải cắn được một miếng lớn. Mỗi một câu hắn nói đều liên quan tới sự đối lập của hai thành phố, từ vị trí địa lý tới đặc điểm phát triển kinh tế. Mỗi lần mỗi câu đều dùng là sự thật. Sau màn trình diễn vừa nãy, Tiết Mạnh quyết định ném Lương Trần ra phía sau, sau đó sôi nổi hò hét ầm ĩ, kích động hét lên Do Thái có bùng nổ. Thầy cố liếc mắt nhìn không cắt ngang niềm vui sướng của đứa nhỏ, hắn chỉ để ý đến đoạn cầu thang ràng rạc đằng trước, nhắc nhở Tiết Mạnh chú ý một chút cẩn thận khéo ngã. Sau khi Do Thái kết thúc, Lương Trần nhờ trước nhận lấy lúa mạch, MC phải dành ra một khoảng thời gian dài nhất từ đầu đến giờ mới có thể khiến khán giả im lặng. MC giới thiệu, Lan Châu, Lương Trần, người giới thiệu nhạt nhẽo. Thiểu Minh Ngầm đứng thẳng, cẩn thận lắng nghe âm thanh từ micro. Anh có thể nghe ra được một số phần điệu, đây là lần thứ duy nhất anh có thể nghe kỹ thuật rap. Cho đến khi Lương Trần đột nhiên đổi tay cầm lúa mạch, tay phải trống rỗng nắm lại đập lên xương quai xanh hai phát. Sự tạm dừng ngắn ngủi chưa tới 2 giây trùng khớp với nhịp phách của nhạc beat. Lương Trần cố tình khiến âm thanh kẹt lại vừa khít với khoảng trống của nhịp điệu. Khán giả vốn không nhận ra điều đó. Khi âm nhạc vang lên lần nữa, Lương Trần bắt đầu rap tiếp. Lúc ấy đám đồng vỡ òa heo reo hò. Người đứng trước Thiểu Minh Ngầm hét rất lớn. Xuất sắc, quá châu bò, freestyle còn có thể làm beat. Thiểu Minh Ngầm cũng vỗ tay, âm nhạc cũng rất dễ cảm hóa. Không biết bạn ấy
Lường Trần xử lý thế nào để đạt được hiệu ứng này, nhưng bản trực giác anh có thể thấy được rap như vậy rất ngầu và rất tuyệt vời. Tuy nhiên phản ứng của Tiết Mạnh cũng không dữ dội lắm, thậm chí có chút ủ rũ. Thiệu Minh Ngầm chờ nó phân tích, nhân tiện hỏi thêm, break là gì? Nó chỉ là một khoảng dừng, cũng giống như flow, lúc nào cũng ngừng, lúc nào tiếp tục hoàn thành do cách rap vừa xử lý. Break được sử dụng nhiều nhất bởi phải ghi âm bài hát nên chắc chắn rapper rất quen thuộc với nhịp điệu. Ngẫu nhiên thì có thể dùng break, rất tuyệt vời, nhưng Tiết Mạnh lộ ra sự biểu cảm bối rối. Thật không dám giấu như tôi có cảm giác lúc đó Lường Trần có sai sót. Sai sót? Vâng, khi anh ấy kết thúc câu cuối lấy ra phải gieo phần nhưng anh ấy lại làm break. Tôi đoán Lường Trần chưa kịp nghĩ ra nhưng phản ứng rất nhanh, tạm thời giảm sóc một chút. Thiểu Mình Ngầm vẫn không tin đó là một sai lầm, nhưng cái này hiệu quả khá tốt. Bởi vì anh ta trông rất đẹp trai. Trên mặt Tiết Mạnh viết ba chữ không cam tâm. Tôi muốn được như Lương Trần ở trên sân khấu, khổ tay múa chân cũng khiến người ta trầm trồ khen ngợi. Hơn nữa lúc anh ấy dừng lại có chậm hơn nhạc một chút, nhưng mà quá ngầu, mọi người cũng không để ý. Thiểu Mình Ngầm lo lắng hỏi, trọng tài có nghe thấy không? Tiết Mạnh cũng lắc đầu. Tôi có thể nghe được, đương nhiên là trọng tài nghe được. Cái này phụ thuộc vào sở thích cá nhân của họ. Nếu cảm thấy đây là quên từ thì sẽ trừ điểm, nếu cảm thấy đây là linh hoạt giải vây thì cho thêm điểm cộng. Thiểu Mình Ngầm cũng tiếp tục hướng lên sân khấu. Dù kia là sai sót nhưng nó thực sự giúp Lường Trần kéo lại không ít người. Cậu rap xong, Giáo Thái lập tức tiếp nhận lố mạch. Hai người lại thôn bàn một hiệp. Lường Trần bắt đầu rõ ràng lực bất tòng tâm. Thiểu Mình Ngầm có thể nghe thấy cậu đọc và nhấn rõ từng chữ cuối cùng không khớp với beat. Thiểu Mình Ngầm lo lắng, anh không hề biết nghĩ ngợi hướng về phía sân khấu hét lớn tên Lường Trần. Nhưng Lường Trần không nghe thấy tiếng của anh hét. Thiểu Mình Ngầm, khoảng cách giữa bọn họ quá xa, đồng thời Lường Trần cũng bắt đầu đi tới đi lui. Lúc Lường Trần điều chỉnh tỉnh táo đứng tại chỗ, mà kể đối phương mắng bẩn tới mức nào cậu cũng bình tĩnh không chút sứt mẻ. Nhưng hiện tại hai tay của Lường Trần đặt trước ngực, đi đi lại lại đồng thời cúi đầu nhìn sàn nhà như thể rơi vào trầm tư. Thiểu Mình Ngầm biết Lường Trần đang rất bất an, sự bất an này bị Do Thái bắt được, tiếp tục tập trung công kích vào trọng điểm. Nghe nói tàu cao tốc từ Lan Châu tới Tây An năm này mới khai trương, nhưng tôi xuất phát từ Ôn Châu muốn đi chỗ nào đều chỉ cần 200 km/h căng gió trên xe. Như thể chắc chắn Lường Châu không thể phản kích được. Thời điểm Do Thái nói hồi câu này đặc biệt tỏ ra cả lơ phất phơ. Lường Trần thực sự không có cách nào phản bác, một là vì Do Thái nói đúng sự thật, hai là vì nơi đây không phải Lan Châu. Cậu đứng trước một đám người Ôn Châu trực tiếp phản kích có thể dẫn tới phản tác dụng. Lường Trần chỉ có thể thay đổi điểm tấn công. Sau khi tiếp nhận mic, cậu hỏi Do Thái, đừng nhắc mãi tới quê hương quê quán, là một người đàn ông, anh có nhớ tới các vị cha chú trong nhà không? Lường Trần đã bắt đầu gặp bất lợi, chừng nào Do Thái còn nắm lấy cái địa danh phía trước tên của cậu, hắn sẽ tiếp tục nhắm vào đó mà công kích, Lường Trần thật sự thua cuộc. Do Thái nhận lấy mic, Lường Trần đứng bên kia bắt đầu nôn nóng tiêu sái di chuyển. Đầu óc cậu xoay tròn với tốc độ cao, một nửa nghe xem Do Thái nói cái gì, một nửa đang tích lũy vần chân. Tất cả đều được thu lại trong mắt Thiểu Mình Ngầm, sau đó MC hô to. Lan Châu Lương Chân, cậu tiếp tục nhận lỗ mạch lần nữa, đây là lần đầu MC hét to như vậy. Ngọn đèn chiếu trên đỉnh đầu cậu, Tiết Mạnh ở bên cạnh có thể thấy Thiểu Mình Ngầm vì nghĩ rằng trên sân khấu có gì mới xảy ra, nên anh rướn cổ lên tới mức độ cả gân mạch nổi lên. Nhưng bọn họ đứng quá xa. Đứng ở phía sau cùng, cho dù Thiểu Mình Ngầm hét thế nào thì Lường Trần cũng vẫn không nghe thấy. Lường Trần cũng không nhìn thấy. Lúc trước cậu nói đèn dưới sân khấu quá tối, cậu không thể nhìn thấy được Thiểu Mình Ngầm ở phía cuối. Vào tới vòng này, Lường Trần cuối cùng không thể chịu được áp lực. Những sai lầm của cậu rất rõ ràng. Sau khi bị mắc kẹt, có tiếng than từ khán giả. Lường Trần biết lần này mình rap không tốt, cậu không có cậy mạnh, đem lỗ mạch đưa về phía Do Thái. Do Thái đương nhiên tiếp nhận, hắn biết rõ trạng thái bây giờ của Lương Trần, chỉ cần lần này dùng từ đủ đoan độc, hắn thắng bài có thể phân định. Chưa lập tức công kích Do Thái chỉ trô, đám đồng dao động như sớm chúc mừng hắn được giải quán quân. Hầu như tất cả mọi người đều ủng hộ Do Thái, tất cả mọi người đều cảm thấy Do Thái sẽ là quán quân, ngoài trừ Thiểu Mình Ngầm. Anh thậm chí nghe không thấy những gì Do Thái nói, trong mắt anh chỉ có một mình Lương Trần giống như bộ não đang buồn ngủ. Lường Trần ở một bên nôn nóng đi tới đi lui. Cậu mặc một chiếc áo hút đai. Khi đi vào trong, cậu giơ tay lên đội mũ lên. Khi trở về, cậu vẫn luôn cúi đầu. Bởi vì có mũ che, Thiểu Mình Ngầm không thể thấy rõ biểu cảm gương mặt của cậu, chỉ cảm nhận được không khí áp lực quẩn quanh người.
Hiện tại là tháng 1, thời điểm lạnh nhất ở Ôn Châu, nhưng nhiệt độ bên đây thì không tăng lên, không ngừng tăng lên vì âm nhạc và nhịp điệu. Tay áo của Lương Chân kéo tới khuỷu tay, cậu rất trắng. Hai đoạn cánh tay kia phản quang dưới ánh đèn sân khấu, nhìn làn da lộ, khiến Thiệu Minh Âm nghĩ tới ngày hôm qua. Lương Chân nửa đứng đắn, nửa vui đùa nói: "Nước Hoàng Hà nổi sướng người, đối tượng của cảnh sát Thiệu muốn bao nhiêu duyên dáng thì có bấy nhiêu duyên dáng." Anh nghe thấy tiếng cổ vũ từ khán giả, anh nghĩ Do Thái chắc hẳn vừa nói ra cái gì kinh động, tiếng cổ vũ kia là dành cho Do Thái. Anh nhìn thấy Lương Trần vẫn đi tới đi lui, rõ ràng ánh đèn chiếu vào tất cả mọi người trên sân khấu, nhưng lúc này Lương Trần đã trở thành cái bị lãng quên. Rốt cuộc trên gương mặt bị ngủ che lại kia có biểu cảm gì? Lương Trần một người dễ nổi nóng nhưng bây giờ không có cách nào cái là chỉ có thể cứng rắn chịu đựng ngôn ngữ công kích từ đối phương. Tất nhiên Lương Trần sẽ không đầu hàng, mà cậu buồn phiền cắn chặt răng khiến hai má hơi phồng lên, giống như cái ngày mưa kia cậu ôm đàn guitar hát Lan Châu. Bây giờ Lương Trần cũng áp lực và buồn thống khổ như vậy. Trong nháy mắt đó Thiệu Minh Âm nhận ra, giờ phút này Lương Trần bất an không phải vì e sợ đối thủ. Tất cả mọi người có thể nghĩ rằng Lương Trần rút lui, nhưng Thiệu Minh Âm không thể. Thiệu Minh Âm biết rõ Lương Trần tuyệt đối không rút lui. Hiện tại Lương Trần cần anh. Thiệu Minh Âm muốn chen lên phía trước, nhưng vừa bước lên một bước, Tiết Mạnh lập tức tóm lấy cái tay anh hỏi anh đi chỗ nào. "Cảnh sát, anh đừng chen vào, không lách vào được đâu." Tiết Mạnh có ý tốt, nhìn từ phía sau không có cảm giác nhưng phía trước chính là một bức tượng người, ai cũng hài giống như cắn thuốc. Thiệu Minh Âm cũng không nói gì, anh nới lỏng cánh tay Tiết Mạnh bắt đầu đi lên phía trước. Đám đẩy đám người ra từng bước tiến về phía sân khấu. Dần dần anh không nghe thấy tiếng Mạnh ở phía sau gọi tên của mình nữa. Bên tai lúc này có vô số các loại âm thanh trên sân khấu trong đám đông, tiếng mắng người, tiếng ồn trầu và tiếng phổ thông. Những âm thanh đó kích thích thần kinh khiến Thiệu Minh Âm đào xót. Như lời Tiết Mạnh nói, càng tiến về phía trước càng khó di chuyển, không có khe hở nào để chen vào. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên khi thấy Lương Trần ngày càng gần hơn, vẫn đi tới đi lùi, ánh sáng chiếu lên người Lương Trần thực rực rỡ. Lương Trần cào tới nỗi anh phải ngửa đầu lên, dù cho giờ khác này không ai cổ vũ cậu, nhưng thiếu niên ấy được sinh ra để tỏa sáng trên sân khấu. Dù cho giờ khác này không ai reo hò quê hương của cậu, Thiệu Minh Âm cúi đầu, trong nội tâm trong mắt anh chỉ có Lương Trần. Anh tiếp tục siết chặt người lách về phía trước, đồng thời Do Thái dần dần nghênh đón phần cao trào, mượn đoạn khai trường đường sát ban nãy, khiến hắn cho Lương Châu mua vé tàu ra xanh. Bởi vì khán giả phía dưới quá hỗn loạn, vì gì liền dứt khoát ngừng nhạc đệm. Do Thái cũng rất muốn nói câu cuối cùng thật hoàn hảo, hắn dùng tiếng ồn trầu từng chữ đi ra, đồng thời ngón trái hướng xuống phía dưới, mỗi một lần chữ hắn sẽ trùng điệp hát một phát. Cậu là con chim non bay nhiều mệt mỏi, quay trở lại cái tổ của mình đi. Dùng tiếng địa phương nói ra câu này, không cần Lương Trần cầm mic, hắn thắng bài thì đã có thể nhìn ra. Lương Trần cũng chẳng di chuyển, cậu đứng tại chỗ, cách mũ sờ lên tóc, trong tiếng reo hò và vỗ tay không ngừng thuộc về mình. Lương Trần vô cùng lạc lối, không phải bởi vì cậu thua quá lớn mà là bởi vì... Lương Trần! Phản ứng đầu tiên của cậu là nghe nhầm, nhưng vừa nãy rõ ràng có người gọi tên cậu. Lương Trần hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên hướng về phía âm thanh kia. Cậu nhìn thấy người nọ đứng ở rìa sân khấu, giống như những người đam mê hip hop ở hàng đầu tiên. Người nọ đập tay lên bàn lên sân khấu hét lớn. Thế nhưng âm thanh này không phải dùng để thu hút sự chú ý của Do Thái. Âm thanh đó là để cổ vũ Lương Trần. Lương Trần bỏ mũ xuống, ánh đèn sân khấu chiếu lên mặt cậu. Thiệu Minh Âm ngửa đầu lên nhìn, hóa ra ở trên sân khấu, Lương Trần trông như vậy, các đường nét trên khuôn mặt bởi vì ánh sáng mà so với bình thường càng trở nên rõ ràng hơn. Lương Trần không cười, khi cậu không cười ở giữa hai lông mày có một loại sức sống ngây ngô mà vô lại, đoàn chính mà lưu manh, cương quyết mà bất tuân. Lương Trần, lần thứ ba Thiệu Minh Âm gọi tên cậu, mọi người đều cổ vũ cho Do Thái, tất cả mọi người nhận định hắn sẽ là quán quân và đi gì cũng không chơi beat nữa. Giữa đám đông hỗn loạn chỉ có Thiệu Minh Âm, chỉ có Thiệu Minh Âm lại đây giờ phút này gọi tên cậu. Lương Trần, trong mắt Thiệu Minh Âm có ánh sáng, cầm mic lên.